Trên đời có hai điều không được bỏ lỡ, một là chuyến xe cuối cùng, hai là người thật lòng yêu thương mình. Lỡ chuyến xe cuối cùng là lỡ một ngày, một tuần hay một tháng, nhưng lỡ một người đôi khi là lỡ cả đời. Mắt Biếc là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và được thực hiện bởi đạo diễn Victor Vũ, kể về mối tình đơn phương của Ngạn dành cho cô bạn từ thuở nhỏ Hà Lan. Cô bé có đôi mắt biếc tuyệt đẹp, nhưng dường như luôn ẩn giấu nỗi buồn sâu thẳm sau đôi mắt đó. Bộ phim lấy bối cảnh nhiều năm trước, nam chính của chúng ta tên là Ngạn, đang ngồi trong lớp học thì xuất hiện một cô bé tên Hà Lan đi vào. Cô bé với đôi mắt biếc tuyệt đẹp ngay lập tức hút hồn Ngạn, khiến cậu nhìn không chớp mắt. Đã vậy cô bé còn chọn ngồi cùng bàn khiến cậu vô cùng khấp khởi mừng mừng tủi tủi. Khi cả lớp đang say sưa nghe thầy giáo giảng bài thì chợt phát hiện ra cậu bạn ngồi giữa ị đùn ra quần. Thế là cả thầy lẫn trò được phen tháo chạy nháo nhào. Buổi học hôm sau, Ngạn được Hà Lan rủ ngồi cạnh. Mặc dù phải ngồi vào chỗ hôm trước cậu bạn ị đùn nhưng vì được ngồi cạnh cờ rớt nên Ngạn lập tức đồng ý. Đúng là vì tình yêu thì dăm ba tí xít đâu có làm khó được Ngạn. Lúc tan học trên đường đi về chợt thấy Hà Lan đang ngồi khóc do bị một thằng nhóc trêu ghẹo. Với bản tính sĩ gái nên Ngạn ra mặt đòi lại công bằng cho Hà Lan. Trông thấy thằng kia to con hơn cũng hơi rén, nhưng giờ mà bỏ chạy thì nó cười vào mặt. Ngạn quyết lao vào solo với đối thủ. Tuy nhiên do chênh lệch về hạng cân nên kết quả Ngạn bị thằng kia dã như con. Cũng may Hà Lan nhanh trí hô thầy giáo tới khiến cậu bạn kia bỏ chạy thục mạng. Nhờ đó mà Ngạn bảo toàn được tính mạng. Tưởng vậy đã xong, nào ngờ về nhà Ngạn lại bị ba lôi cổ ra đánh thêm cho trận nữa, muốn nát cả mông. Cũng may nhờ có bà nội can ngăn mà cậu được ba tha cho. Sau trận đánh nhau để bảo vệ Hà Lan thì đôi bạn trẻ ngày càng trở nên thân thiết. Ngoài giờ học hai người thường xuyên đi chơi cạnh nhau. Thời gian thấm thoát trôi đi, cho tới khi Ngạn và Hà Lan chuẩn bị bước vào cấp 3 để có điều kiện học tập tốt hơn. Đôi bạn của chúng ta đều được ba mẹ cho lên thành phố để tiếp tục học tập. Có lẽ chính Ngạn không thể ngờ rằng điều này trở thành bước ngoặt khiến cậu rời xa Hà Lan mãi mãi. Chỉ sau vài tháng học tập trên thành phố, Ngạn thì vẫn vậy nhưng Hà Lan dường như đã có sự thay đổi lớn. Cô nàng dường như trở thành một người khác, không còn là một cô gái giản dị chân quê ngày nào. Hà Lan ngày càng yêu thích sự xa hoa, lộng lẫy giống như vẻ đẹp của thành phố mà nơi cô đang sinh sống. Sự thay đổi của cô khiến nam chính của chúng ta cảm thấy hụt hẫng, vì vậy mà những cuộc trò chuyện ngày càng trở nên thưa dần. Một ngày nọ, Hà Lan tới gặp Ngạn để mượn sách, tại đây cô vô tình gặp Dũng. Dũng là anh em họ của Ngạn, là con trai của gia đình mà Ngạn đang ở nhờ để theo học trên thành phố. Vừa gặp Dũng lần đầu, ánh mắt Hà Lan đã lộ rõ vẻ si mê khiến Ngạn cảm thấy vô cùng bất an. Đi mượn sách để học, giờ cô lại trở thành khán giả ngồi nghe Dũng chơi đàn. Rồi những lần tan trường sau đó, thay vì ngồi sau xe đạp của Ngạn thì Hà Lan đã chuyển sang ngồi sau xe máy của Dũng. Càng quen Dũng, cô lại càng trở thành một con người khác. Các tụ điểm ăn chơi trong thành phố như vũ trường, nhà hàng dần trở thành một phần trong cuộc sống của Hà Lan. Dù vậy, mẫu đàn ông lãng tử lăng nhăng như Dũng sẽ chẳng thể nào chung thủy mãi với một người con gái. Vui đùa cùng Hà Lan chẳng được bao lâu, cậu ta lại chuyển sang chinh phục những cô gái khác. Những lúc vui chơi thì chả biết Ngạn ở đâu, nhưng lúc đau khổ Hà Lan lại quay về gặp nam chính tâm sự. Mẫu đàn ông si tình như Ngạn thì dù bản thân đau khổ cũng vẫn muốn người mình yêu hạnh phúc, vậy nên cậu gặp Dũng khuyên nhủ. Nhưng trước thái độ thách thức của Dũng, Ngạn mất bình tĩnh lao vào đánh nhau. Với một kẻ chơi bời, lêu lỏng như Dũng, thì một người quanh năm chỉ biết tới việc đen sách như Ngạn chẳng phải là đối thủ. Ngạn bị Dũng đấm không trượt phát nào. Vài ngày sau đó, Ngạn tới lớp tìm Hà Lan thì được thông báo cô đã nghỉ học vài ngày nay. Tìm tới nhà riêng thì nghe tin cô đã đi vắng. Sau đó Ngạn vô tình nghe lén được Hà Lan đã có bầu với Dũng. Ngạn thất thần đạp xe trên phố như vô định. Những kỷ niệm năm nào với Hà Lan chợt ùa về. Lần này Ngạn hiểu rằng cậu đã đánh mất Hà Lan thật rồi. Để lấy ví dụ về kiểu người đàn ông sở khanh, quất ngựa truy phong thì Dũng là một trường hợp tiêu biểu. Mặc kệ Hà Lan một mình sinh con, hắn ta lên xe hoa với cô gái khác. Sau khi sinh con, Hà Lan gửi con nhỏ về quê nhờ mẹ trông giúp. Cô mở một tiệm may nhỏ trụ lại thành phố. Còn Ngạn trở thành một thầy giáo. Anh quyết định trở về quê dù có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, vì đó là cả cuộc đời của Ngạn, là nơi chứa đựng tất cả những kỷ niệm đẹp nhất trong đời, như chính lời anh từng thú nhận với Hà Lan. Nhiều năm sau, Ngạn vẫn vậy, vẫn luôn ôm trong lòng hình bóng của Hà Lan.
anh luôn bên cạnh che chở bảo vệ cho Trà Long, cô con gái nhỏ của Hà Lan như một người cha với cô công chúa bé nhỏ của mình. Nhưng với Hà Lan, cô mãi chỉ coi anh là bạn, cô lại có quan hệ với những người đàn ông giàu có khác. Câu chuyện tiếp diễn như vậy cho tới khi Trà Long trưởng thành, rồi lên thành phố học, Ngạn thì bao năm nay vẫn ôm ấp hình bóng Hà Lan trong tuyệt vọng. Thực ra không phải bên cạnh anh không có ai, có một cô gái tên Hồng vẫn luôn bên cạnh quan tâm, dành tình cảm cho Ngạn từ khi còn là một cô bé. Nhưng chỉ tiếc rằng tình cảm này cũng vô vọng hệt như câu chuyện của Ngạn và Hà Lan, để rồi hôm nay cô đã quyết định buông tay để chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Vài năm sau, Trà Long lúc này sau khi đã tốt nghiệp cũng trở về quê sinh sống, dường như cô bé cũng đã có tình cảm đặc biệt với Ngạn, từ tình cảm quý mến nay đã trở thành tình yêu trong sáng của tuổi mới lớn lúc nào không hay. Nhưng với Ngạn, Trà Long mãi chỉ như một cô con gái nhỏ mà anh yêu quý. Và cả đời này anh đã dành trọn tình cảm cho Hà Lan dù biết mối tình này sẽ không được đáp lại. Để tránh việc khó xử nếu còn ở lại, Ngạn quyết định ra đi, rời bỏ quê hương, quyết định rời bỏ lại phía sau những kỷ niệm đẹp nhất mà anh đã ôm ấp cả đời để bắt đầu một cuộc sống mới. Về phần Hà Lan, sau khi nghe được lời nhắn từ mẹ, trên đời này có hai thứ nhất định không được bỏ lỡ, một là chuyến xe cuối cùng, hai là người thật lòng yêu thương mình, và đọc được lá thư Ngạn để lại. Nói rằng trái tim nhỏ bé chỉ đủ chỗ chứa cho một tình yêu duy nhất và cả đời này anh đã dành trọn cho cô. Lúc này có lẽ Hà Lan chợt hiểu ra rằng cô sắp đánh mất một thứ vô cùng quý giá. Hà Lan vội chạy ra nhà ga để tìm gặp Ngạn, nhưng chuyến tàu đã rời bánh trước đó ít phút. Cô chỉ có thể chạy theo bóng tàu khuất dần trong vô vọng. Trước kia dù nhiều lần bị đối xử tệ bạc thì anh vẫn luôn âm thầm chờ đợi cô. Nhưng ngày hôm nay cô đã thực sự đánh mất anh rồi.